Quý vị khán giả ơi, hãy cùng Song Luân đề cử cho Cây Táo Nở Hoa là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2021. Và cách thức đề cử thì rất là đơn giản, quý vị chỉ việc làm theo hướng dẫn như sau. Bước 1, truy cập maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử, điền thông tin. Bước 2, chọn hạng mục bộ phim điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Cây Táo Nở Hoa, ấn gửi phiếu đề cử. Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng gửi 8100, mức phí cho mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như dành tình cảm thật nhiều cho Cây Táo Nở Hoa, và đừng quên đề cử cho bộ phim tại giải Mai Vàng lần này nha. Cực sốc gói ưu đãi trải nghiệm Beyond VIP chỉ 9.000 đồng, tải app và đăng ký ngay.